Hoàng Phát và Lan Vy kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ tư ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sau bản tin thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Gương sáng quân ta. Một điểm báo. Và điểm đến Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự do biên tập viên Hoàng Phát giới thiệu. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn biên tập viên Lan Vy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Qua đó đã góp phần đưa chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh năm 2022 đạt 5,52 điểm, tăng 0,45 điểm và tăng 13 bậc so với năm 2021. Để giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh, Sở Công Thương đã hướng dẫn các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh tham gia vận hành sàn thương mại điện tử với tên miền sản phẩm Ninh Thuận.vn và đã có 62 cơ sở doanh nghiệp tham gia với 257 sản phẩm, trong đó 123 trên 134 sản phẩm OCOP. Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, rà soát các thủ tục hành chính để giảm thời gian thực hiện, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, kịp thời giải quyết nhanh, đầy đủ các vấn đề khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, góp phần đưa chỉ số PCI của tỉnh thăng hạng trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy phát triển vùng kinh tế động lực phía Nam được xác định là một trong 9 chương trình đề án mới cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong giai đoạn 2020-2025 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 với quyết tâm chính trị cao nhất sau nửa nhiệm kỳ tập trung lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện. Đến nay, huyện Thuận Nam đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, nhiều dự án động lực đang về đích tạo ra cú hích cho tăng trưởng. Sau gần 2 năm triển khai nghị quyết số 15 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Thuận Nam đã huy động 20.130 tỷ đồng đầu tư phát triển. Nhiều dự án động lực như cảng biển tổng hợp quốc tế Cà Ná, các dự án giao thông như tuyến đường Văn Lâm - Sơn Hải, đường nối cao tốc Bắc Nam với cảng biển tổng hợp Cà Ná cũng đang lần lượt về đích. Những khu dân cư cũng được hình thành. Người dân là những người cảm nhận rõ nhất về sự thay da đổi thịt của vùng đất này. Cảm thấy là rất là hạnh phúc ở cái xã Phước Minh này. Rồi đường đất rồi cũng sạch đẹp rồi thoáng mát. Rồi công ăn việc làm của bà con thì nói chung là cũng ổn định. Rồi cũng có xí nghiệp nhiều ở đây đó. Thành thử ra là cũng có công ăn việc làm nhiều lắm. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về phát triển cảng biển, công nghiệp, năng lượng, du lịch, huyện Thuận Nam đã đề ra hơn 100 nhiệm vụ chủ yếu và 20 nhiệm vụ trọng tâm đột phá để chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện. Chúng tôi là hiện nay đấy, như thế là về huyện ủy và ban huyện thì đặt quyết tâm là cao nhất, tập trung chỉ đạo các công việc đã được xác định trong cái kế hoạch của thường trực huyện ủy, của ủy ban huyện, nhất là công tác bồi thường bằng. Thứ hai nữa là công tác xúc tiến thu hút đầu tư. Thứ ba nữa là hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm phía Nam để sớm triển khai hoạt động có hiệu quả, làm tổng lực phát triển vùng kinh tế phía Nam. Từ những nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, sau nửa nhiệm kỳ, huyện Thuận Nam đã tạo đột phá với 10 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch cả nhiệm kỳ. Hiện đã thu hút được hơn 100 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 70.000 tỷ đồng. Đây được cho là những tín hiệu tích cực giúp huyện Thuận Nam sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo tinh thần nghị quyết 15 của tỉnh ủy. Xã Hòa Nam được biết đến là thủ phủ sầu riêng của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng với 956 ha, diện tích cho thu hoạch trên 600 ha. Hiện tại người dân tại đây đang rất phấn khởi khi vụ thu hoạch năm nay vừa được mùa lại được giá cao. Đang vào thời điểm chính vụ, giá sầu riêng ở mức cao chưa từng có với giá từ 65 đến 85.000 một kg đem lại thu nhập cao cho người dân. Theo thống kê, năm nay sản lượng sầu riêng toàn xã Hòa Nam, huyện Di Linh đạt 7.000 tấn với doanh thu mang lại cho người dân trên 500 tỷ đồng. Bình quân mỗi hộ trồng sầu riêng ước đạt nguồn thu nhập từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, toàn xã có đến hàng chục hộ dân có nguồn thu từ 4 đến 10 tỷ đồng từ sầu riêng. Sầu riêng được mùa lại được giá, nên người dân rất vui mừng phấn khởi. Nhưng để xây dựng thương hiệu sầu riêng Hòa Nam, huyện Di Linh một cách bền vững, chính quyền địa phương đã tuyên truyền bà con nhân dân
không ồ ạt mở rộng diện tích mà tập trung chăm sóc diện tích hiện hữu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng được các mã vùng trồng để xuất khẩu, từng bước nâng cao giá trị loại cây trồng này. Để sầu riêng phát triển bền vững, người dân cũng cần áp dụng những giải pháp kỹ thuật theo hướng hữu cơ, sinh học, chất lượng cao để nâng cao hiệu quả sản xuất sầu riêng, đồng thời xây dựng vùng trồng sầu riêng tập trung, tạo mối liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, không ồ ạt phát triển diện tích trồng loại cây này, tránh tình trạng cung vượt cầu. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện, đến nay đã triển khai được 3 năm với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại tỉnh Đắk Lắk được triển khai thực hiện ở 4 xã biên giới thuộc 2 huyện Ia Súp và Buôn Đôn. Đây là những xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong 3 năm triển khai chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk huy động sự chung tay hỗ trợ từ các cơ quan đoàn thể, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh được hơn 4,2 tỷ đồng để giúp đỡ phụ nữ nghèo ở 4 xã biên giới. Đến nay đã trao tặng 28 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ 14 phụ nữ vay vốn từ quỹ, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, 13 phụ nữ vay vốn khởi nghiệp, tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 155 phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xây dựng 4 công trình dân sinh, trao tặng 3 nhà, mái ấm biên cương, tặng 3.500 suất quà cho phụ nữ nghèo, tặng 200 suất học bổng xe đạp máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Thông qua chương trình đã giúp cho 66 hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo. Bằng những hoạt động thiết thực, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã giúp hội viên phụ nữ các xã biên giới trên địa bàn tỉnh thay đổi nhận thức, vươn lên thoát nghèo, đồng thời thắt chặt tình quân dân, góp phần nâng cao vai trò của người phụ nữ vùng biên trong tham gia bảo vệ biên giới. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Đến ngày 26 tháng 8 năm 2023, Công an huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã kích hoạt 56.854 tài khoản định danh điện tử, đạt 100,37%, trở thành địa phương thứ hai trên toàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu Công an tỉnh giao về cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Để đạt được mục tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên, trong thời gian từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 26 tháng 8, huyện Ninh Phước đã huy động cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Lực lượng công an huyện, công an các xã thị trấn, đoàn viên thanh niên và chính quyền cơ sở ở huyện Ninh Phước đã không ngại khó, ngại khổ, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Qua đó, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 của chính phủ. Theo số liệu của Công an tỉnh, sau gần 2 tháng triển khai chiến dịch 80 ngày đêm thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã kích hoạt được 252.191 tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2, đạt tỷ lệ 78,99%, trong đó đã có 22 xã phường, thị trấn hoàn thành 100%. Du lịch Phú Yên những năm gần đây nổi lên như một điểm đến mới, bứt phá trên bản đồ du lịch Việt Nam. Thị trường khách du lịch nội địa đến Phú Yên trong thời gian qua phần lớn đến từ các tỉnh Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Thời gian gần đây, lượng khách từ các tỉnh miền Nam và miền Bắc cũng tăng khá. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh Phú Yên trong tháng 7 vừa qua đạt 368.000 lượt, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt 1.330 lượt, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú đạt 218.253 lượt, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du khách đạt 554,1 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Phú Yên đã đón gần 1,9 triệu lượt khách, tăng 88,3% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt 10.240 lượt, tăng 180,5% so với cùng kỳ. So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, con số trên đạt gần 86%. Một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của các doanh nghiệp làm du lịch Phú Yên những năm qua là luôn cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, xây dựng những sản phẩm mới gắn với cơ sở của mình. Các khách sạn lớn tổ chức các điểm biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, tiệc buffet chuyên về hải sản, cá ngừ đại dương để phục vụ du khách. Tại cuộc thi sáng tạo robot châu Á Thái Bình Dương ABU Robocon được tổ chức mới đây tại Campuchia, đội Robocon Việt Nam đã xuất sắc giành giải ba chung cuộc. Cuộc thi diễn ra tại sân vận động quốc gia Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia với sự tham gia của 14 đội đại diện cho 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Campuchia tổ chức sự kiện này, thể hiện sự tiến bộ về công nghệ robot của Campuchia.
Sau cuộc thi, đội đến từ Nhật Bản giành giải quán quân Robocon 2023, tiếp theo là đội đến từ vùng lãnh thổ Hồng Kông, Trung Quốc. Đội Trung Quốc, Đại Lục và Việt Nam đều xếp thứ ba. Tại sự kiện, Campuchia đã trao cờ APU Robocon cho Việt Nam, nước đăng cai sự kiện này vào năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có công văn số 3561 về triển khai thực hiện công điện số 747 ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023-2024. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng cơ cấu đội ngũ giáo viên còn bất cập giữa các cơ sở giáo dục trực thuộc, thực hiện linh hoạt bố trí sắp xếp giáo viên, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Trong trường hợp chưa thể tuyển dụng đủ giáo viên theo định mức, thì thực hiện các giải pháp hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức việc cung ứng sách giáo khoa đảm bảo chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa hoặc tăng giá bất hợp lý trước khi khai giảng năm học mới, đồng thời thực hiện tốt việc trang bị sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định, đảm bảo đầy đủ, thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch năm học 2023-2024, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận có hơn 14.000 học sinh các cấp học đến lớp, trong đó có hơn 4.200 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã cơ bản hoàn thành các khâu chuẩn bị, tất cả đã sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024. Khác với các bạn cùng trang lứa, học sinh lớp 1 là con em đồng bào Rắc Lai ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã tự trường sớm để tham gia học tiếng Việt. Lần đầu tiên được học cách chào hỏi, giới thiệu về bản thân bằng tiếng Việt, nên em nào cũng hào hứng. Cô con đi học tiếng Việt với bạn rất là vui. Con giới thiệu tên con bằng tiếng Việt và nói chuyện với các bạn tiếng Việt. Còn tại trường tiểu học Mỹ Sơn A, hơn 10 phòng học với kinh phí đầu tư hơn 7 tỷ đồng đang được gấp rút xây dựng để phục vụ năm học mới. Các phòng học mới được đưa vào sử dụng trong năm học này không chỉ tạo sự phấn khởi cho giáo viên và học sinh nhà trường, mà còn chấm dứt tình trạng thiếu phòng học diễn ra trong nhiều năm qua. Khi mà được đưa vào sử dụng thì nhà trường sẽ đảm bảo đầy đủ các phòng học. Và mỗi lớp được một phòng để thực hiện chương trình 2018. Với 17 lớp là 17 phòng học, cũng như đầy đủ các phòng học bộ môn. Theo kế hoạch năm học 2023-2024, huyện Ninh Sơn sẽ đón trên 14.000 học sinh các cấp học đến lớp, trong đó có hơn 4.200 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện đã bố trí 25 tỷ đồng để đầu tư xây mới hơn 20 phòng học và sửa chữa trường, lớp, đồng thời rà soát mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho năm học mới. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, năm học này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Ninh Sơn sẽ tiếp tục thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu về giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức ra mắt phiên bản thử nghiệm bộ sưu tập di sản số. Đây là công trình do Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức thực hiện từ năm 2018 đến nay. Bộ sưu tập di sản số giới thiệu tài liệu lưu trữ tại địa chỉ di sản kết nối.vn. Bộ sưu tập di sản số sưu tập giới thiệu nhiều tài liệu về đời sống, văn hóa, tín ngưỡng tâm linh, làng nghề truyền thống của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận. Dữ liệu số được thể hiện dưới hình thức văn bản, âm thanh, phim ngắn, hình ảnh tạo nên sự sinh động hấp dẫn của bộ sưu tập. Trong đó có nhiều nội dung như số hóa các văn bản Chăm cổ, các bài hát và điệu múa trong nghi lễ của người Chăm, nghi lễ cắt tóc của người Chăm Bà Ni, ẩm thực truyền thống Chăm, làng thuốc Nam Phước Nhơn, giếng cổ làng Thành Tín. Nhận thức rõ vai trò của đa dạng sinh học đối với bảo vệ môi trường sinh thái, thời gian qua các khu bảo tồn, lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ động vật hoang dã, qua đó góp phần kéo giảm số vụ vi phạm về săn bắt động vật hoang dã và phát hiện nhiều giống loài mới nằm trong danh mục sách đỏ thế giới. Với diện tích hơn 23.000 ha, khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hương Hóa là khu rừng đặc dụng có tính đa dạng sinh học rất cao, trong đó có rất nhiều loài nguy cấp quý hiếm có giá trị bảo tồn các quốc gia và quốc tế. Để giám sát bảo vệ kịp thời động vật hoang dã có hiệu quả, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hương Hóa đã phối hợp Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên thực hiện khảo sát, đặt 7 ảnh tại 77 điểm.
qua đó đã ghi nhận được hình ảnh của 18 loài thú như khỉ mặt đỏ, thỏ vàng, sơn dương, 14 loài chim gồm hồng hoàng, gà lôi, khứ mã hung, gà so họng hung đều là động vật nguy cấp quý hiếm. Đáng chú ý trong đó có 11 loài có tên trong Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các loài động vật phát triển, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tiếp tục duy trì công tác bảo vệ rừng và nghiên cứu bảo tồn, đồng thời tổ chức hoạt động nghiên cứu về động vật. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp giám sát, quản lý bảo tồn sinh cảnh tự nhiên phù hợp hơn nữa, góp phần phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Vừa rồi là bản tin thời sự, sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi có mưa dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió tây nam cấp 5 cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết biển, tiếp tục chương trình biên tập viên Lan Vy sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương sáng quanh ta. Xin mời Lan Vy. Cảm ơn anh Hoàng Phát. Thưa quý vị và các bạn, là người có uy tín ở thôn Phước Lập, Tam Lan, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, ông Châu Trượng luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Ông thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động bà con đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng thôn xóm bình yên. Ông được xem là chiếc cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với người dân ở địa phương. Sau 13 năm xây dựng nông thôn mới, hầu hết các tuyến đường ở thôn Phước Lập, Tam Lan đã được bê tông hóa theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Đã có những tuyến đường thẳng tắp, sạch đẹp như thế này là nhờ ông Châu Trượng đã tích cực tuyên truyền vận động bà con đóng góp công sức tiền của để bê tông hóa. Trước đây tôi có tham gia nhiều công việc ở trong thôn và giúp đỡ nhiều bà con của ở trong làng trong thôn rất nhiều. Cho nên công việc làm tôi đã rất quen với công việc. Tuy rằng lớn tuổi nhưng mà tôi không có quan ngại chuyện đó. Nếu có khó khăn gì tôi cũng cố gắng phục vụ cho bà con theo với chính quyền yêu cầu, tôi cũng nhiệt tình để tham gia và làm những chuyện gì chính quyền cần để hoàn thành nhiệm vụ cho chính quyền địa phương. Thôn Phước Lập, Tam Lan là địa phương đất đai khô cằn, sản xuất khó khăn nên nhiều người phải đi đến nơi khác để tìm kế sinh nhai. Vì vậy trẻ em địa phương hay bỏ học giữa chừng. Để hạn chế tình trạng này, ông Châu Trượng vận động các tộc họ xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài. Từ đó giúp các hộ dân có điều kiện chăm lo cho con em đến trường và giảm tỷ lệ bỏ học giữa chừng xuống dưới 5%. Ông Châu Trượng là một người rất là năng lực, nội lực, nhiệt tình trong công tác của thôn. Ví dụ có con em đi bỏ học giữa chừng, ông Châu Trượng về tới nhà vận động con em đi học. Ông Châu Trượng được người dân trong thôn coi như tấm gương sáng đã học tập noi theo. Bởi ông là người chồng, người cha mẫu mực, nỗ lực vượt khó nuôi con ăn học thành tài. Ông cũng tiên phong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi. Ông cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên bà con nghèo, giúp họ có động lực để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông làng trong xóm là cái nào mà làm chỗ nào mà sai là ông chỉnh làm cho tốt đẹp. Nếu mà người họ thắc mắc cãi nhau gây lộn á, là ông đi giải quyết là cho hai bên thuận hòa với nhau. Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả, ông Châu Trượng đã từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào Chăm thôn Phước Lập, Tam Lan. Nếu như trước đây, thôn Phước Lập, Tam Lan từng là thôn nghèo nhất trong 22 làng Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%, thì nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 11,36%. Vừa rồi là một gương sáng quanh ta, sau đây biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục Điểm báo sáng nay. Xin mời biên tập viên Hoàng Phát. Cảm ơn Lan Vy. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong loạt bài viết Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, báo Nhân dân đăng tải bài 1 với nhan đề Tạo nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại sẽ mở đầu một điểm báo sáng nay. Thực hiện chủ trương định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp quốc phòng, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giá trị mang lại từ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng dễ nhận thấy nhất đó là đã bước đầu đạt được những kết quả về cải tiến sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang.
Theo ước tính sơ bộ của ngành hải quan, 8 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ, vượt 1,25 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước và cao hơn cả con số 3,3 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2022. Với tốc độ tăng trưởng này, nhiều người tin tưởng cả năm 2023 ngành rau quả sẽ cán đích ở cột mốc lịch sử 5 tỷ đô la Mỹ. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết xuất khẩu rau quả nhiều tiềm năng để bứt phá. Nhận định từ giới chuyên gia cho biết, tiềm năng cũng như cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu trái cây của nước ta còn khá lớn, bởi hiện nay nhu cầu nhập khẩu hàng rau quả tại các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản là rất lớn, nhưng Việt Nam mới chỉ xuất khẩu chiếm một phần nhỏ so với tổng nhu cầu, do đó còn nhiều dư địa để các doanh nghiệp khai thác. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung sẽ áp dụng các biện pháp mạnh để siết chặt công tác quản lý, để tới đây tất cả các mặt hàng nông sản nếu được thu mua từ những khu vực có mã số vùng trồng phải đảm bảo chất lượng, không bị nhiễm vi sinh vật gây hại, không vi phạm về an toàn thực phẩm và được chuẩn hóa về bao bì mẫu mã. Ghi nhận từ một số khu du lịch cho thấy việc trang hoàng đã tươm tất, sẵn sàng phục vụ du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Trong khi đó, nhiều chặng bay đến các điểm du lịch nổi tiếng trong nước của các hãng hàng không vẫn còn dư nhiều vé. Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết, nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, khu du lịch đường bay chờ khách. Thông tin từ các đại lý vé máy bay cho biết, đến thời điểm này, vé máy bay trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vẫn còn nhiều. Giá vé ngày cao điểm tăng cao nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước và thấp hơn dịp cao điểm hè 2023. Cụ thể, vé máy bay trên đường bay trục Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, mức giá các ngày gần nghỉ lễ chỉ khoảng từ 1,2 triệu đồng trên một lượt, riêng ngày 31 tháng 8 tăng cao hơn khoảng 1,6 triệu đồng trên một lượt. Trên các đường bay du lịch từ Hà Nội đi Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, v.v., vé máy bay cũng còn nhiều, không khan hiếm như thường xảy ra vào các dịp lễ Tết, giá vé cũng không tăng quá cao. Còn tại ga Sài Gòn, đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện vé các ngày đi tất cả các ga trên tuyến còn nhiều. Nếu nhu cầu hành khách tăng, công ty sẽ tăng cường chạy thêm tàu. Một điểm báo tạm dừng tại đây. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, biên tập viên Lan Vy sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Lan Vy. Cảm ơn anh Hoàng Phát. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của sắc tứ Kim Sơn Tự ở thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc hiệu quả. Lan Vy và Hoàng Phát thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.